Chào quý vị, chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách để lấy tông giọng bài hát khi chúng ta đệm hát như thế nào trên đàn organ. Thực ra có một cái thực tế là với những người mới đánh đàn hoặc là chưa có kinh nghiệm nhiều thì khi đi đệm hát, một vấn đề nan giải nhất đó là lấy tông và giọng bài hát của người hát để mình đánh trên đàn organ. Thì quy trình đệm một bài hát bao giờ cũng thế, chúng ta phải biết là ví dụ khi người ta báo một bài hát, tôi ví dụ người ta báo chúng ta đệm hát một bài hát là Hà Nội Trái Tim Hồng chẳng hạn, hoặc là Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng. Bây giờ tôi lấy ví dụ người ta có một cặp đôi, người ta muốn hát bài Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng, thì bây giờ ta làm thế nào để ta lấy giọng được bài hát đó và ta chưa biết là giọng như nào? Có rất nhiều cách. Một là chúng ta sẽ lấy giọng cho, chúng ta sẽ mặc định chúng ta biết một cái giọng để cho người ta hát. Hai là chúng ta lấy theo cái giọng người ta hát. Thì quý vị hãy yêu cầu họ hát một câu. Thường thì cách hay nhất đó là gì? Yêu cầu người ta hát một câu để chúng ta xem là cái cao độ của họ hát tầm nào, để tránh cái việc mà hát đánh chúng ta lấy tông cao quá hoặc chúng ta lấy tông thấp quá. Đó, đây là phần rất quan trọng. Thế thì chúng ta sẽ yêu cầu họ, bây giờ chúng ta sẽ làm theo cái bước là yêu cầu người hát lấy hát một câu để chúng ta lấy giọng. Và có một cách nữa đó là chúng ta tự lấy giọng. Thế làm sao cho nó chuẩn thì trong một cái video tiếp theo tôi sẽ giới thiệu về cách để chúng ta tự lấy giọng cho người ta. Còn bây giờ chúng ta trong cái video này tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị cách để khi người ta hát mình lấy được giọng của người ta bằng cách nào. Cái phần quan trọng nhất khi hát đó là lấy giọng trước, sau đó ta chọn tiết tấu. Ta chọn tay bên phải đánh giai điệu, câu dạo và đệm hát. Đó, cái bước đầu tiên là lấy giọng nhé. Số 1 là quan trọng là lấy giọng, thứ hai đó là lấy tiết tấu. Thứ hai là lấy tiết tấu, chọn tiết tấu. Nếu mà chọn tiết tấu sai thì coi như là cả bài cũng hỏng. Và thứ ba là cái quá trình đánh chúng ta phải qua được cái phần đầu tiên là intro, là câu dạo để cho người ta vào được, sau đó đệm. Xong đến phần dạo giữa và phần kết bài. Thì rất nhiều cái trình tự như thế. Nhưng chúng ta đầu tiên chúng ta phải lấy được giọng đã. Những cái trình tự như thế tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị trên kênh YouTube miễn phí của Tuấn Lưu Organ này. Quý vị cứ xem rồi chúng ta sẽ có rất nhiều bài học rất là thú vị và hay. Chúng ta sẽ bắt đầu với cái bài hôm nay. Bây giờ ví dụ như tôi vừa nói bài Gửi Em Ở Cuối Sông Hồng, chúng ta chưa biết là giọng gì, bây giờ chúng ta chỉ cần yêu cầu họ hát một câu. Bài này sẽ là gì? Bây giờ giai điệu của nó sẽ là Anh Nhớ Biên Cương, ví dụ như thế. Tôi ví dụ một câu là Anh Nhớ Biên Cương nơi con tàu hồng da 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 đi đi. Chúng ta chỉ cần nhớ một câu thôi và chúng ta xem nào. Anh Nhớ Biên Cương. Đó, như vừa rồi tôi lấy đã xong rồi, tôi đã lấy được giọng rồi đấy. Anh Nhớ Biên Cương, chúng ta phải bám ngay vào cái nốt, chỉ cần 3 nốt thôi là có thể lấy được giọng này. Bài này trước tiên nó sẽ là bài giọng thứ. Đó, ta sẽ mò trong cái nốt quanh vùng người ta mới hát. Giọng son thứ. Đấy, như vậy đã lấy được giọng rồi. Và tiếp theo ta lấy tiết tấu, ví dụ cái bài này sẽ hát ở tiết tấu là cha 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 chẳng hạn này. Cha cha, chọn cho tôi cha. Tiếp theo là ta sẽ lấy bên tay phải, ta chọn giai điệu. Anh Nhớ Biên Cương nơi con sông Hồng chảy vào đất mẹ. Rồi, đó là ví dụ bài Gửi Em Cuối Sông Hồng. Cách lấy là như thế. Thế thì cái điều quan trọng với cái người mà đánh đàn đó là gì? Lấy giọng. Lúc đó ta có thể dùng một cái tiếng nào đó thật là dễ nghe để chúng ta phân biệt được. Tại sao? Bởi vì nếu mà lấy giọng người ta chỉ cần trong vòng có mấy nốt thôi mà thời gian rất là nhanh. Ví dụ như quý vị đang đệm hát trực tiếp ở một chương trình nào đó, người ta lên người ta yêu cầu một bài hát thì chúng ta sẽ phải xử lý trong vòng chỉ mấy chục giây thôi là ta phải lấy được giọng rồi. Đó là cái kỹ năng xử lý của người nhạc công đánh, cần phải xử lý rất là nhanh. Tôi viết tiếp tục, tôi lấy một bài khác, Màu Hoa Đỏ. Đây,
có người lính Màu Hoa Đỏ. Bây giờ có người hát bài Màu Hoa Đỏ, và chúng ta chưa biết giọng của họ như nào, thì cái bài đấy trước tiên ta phải biết giai điệu của nó đã. Màu Hoa Đỏ thì hình như là ta đã đi đã đã đã. Bài này trang 112 đây. Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tre nghèo. Thì tôi ví dụ một người, người ta hát, bây giờ mình bảo họ lấy giọng, người ta sẽ lấy như này. Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo, có người lính, ta bắt đầu tìm này. Có người lính mùa thu ấy có người lính mùa thu ấy đó. Tôi đã tìm được rồi, bài này ở giọng Rê Thứ, giọng Rê Thứ ra ngay. Bây giờ tôi sẽ chọn tiết tấu, tôi nghĩ ngay là bài Có Người Lính, bài Màu Hoa Đỏ này sẽ là tiết tấu gì. Tiết tấu slow rock trong đầu tôi, kịch 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 chát chát kịch kịch. Tôi chỉ nói qua một chút thôi, sẽ có một cái phần video tôi sẽ nói về trình tự khi đệm một bài hát sẽ phải làm những việc gì. Bây giờ tôi sẽ ví dụ tiếp ở trong cái phần này để cho nó dễ hình dung hơn. Đây, ví dụ slow rock đây rồi. Một bài. Bây giờ tôi tiếp tục lại một bài hát khác. Bây giờ một bài hát về giọng nữ đi. Rất nhiều bài, nhiều lắm. Huyền Thoại Mẹ chẳng hạn. Bây giờ có một người lên hát một bài Huyền Thoại Mẹ và yêu cầu nhạc công đệm một bài, thì sẽ lấy giọng như thế nào? Vẫn là mời quý vị hát trước một câu để lấy giọng Huyền Thoại Mẹ. Đêm trong đen ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa. Đêm đêm đêm, ta phải tìm nó chữ đầu tiên. Đêm đêm trong, đêm trong đen ngồi nhớ lại. Bài này bắt đầu có dấu dáng nhiều hơn này. Từng câu chuyện ngày xưa. Bài này chúng ta nghe người ta vừa mới hát là giọng pha thứ. Đêm trong đen ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa. Và bước tiếp theo lấy tiết tấu. Đêm trong đen ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa. Mẹ về đứng bài, ta sẽ lấy tiết tấu ballad. Đêm trong đen ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa. Đúng chưa? Đấy, thì ta sẽ lại lấy câu dạo này. Ta sẽ làm một câu dạo chẳng hạn này. Tôi vẫn đang đánh giọng pha thứ nhé. Đêm trong đen ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày. Được chưa ạ? Rất ok. Vậy như vài vừa rồi ta biết là giọng la pha thứ. Sẽ có một vấn đề với những người mới tập đàn, đó là gì? Nếu như nó nhảy vào những cái giọng khó thì làm thế nào? À, thì lúc này ta sẽ dùng đến nút transport. Thì trong một cái video sau tôi sẽ giới thiệu về cách sử dụng nút transport để lấy tông giọng, điều chỉnh cho nó phù hợp.
phù hợp để khi ta đệm hát làm sao cho nó hợp lý, ta cộng mấy, trừ như thế nào, cộng như thế nào. Cái này rất hay, và đây là nút transport, là gần như là nút cứu tinh cho những người chơi đàn organ. Tất nhiên với những người mà chơi đàn nhiều năm rồi, thuộc hết tất cả các giọng, như kiểu chơi được piano thì gần như là không phải lo đến với các giọng. Nhưng với người mới đánh thì những cái giọng khó chúng ta không thể tư duy kịp được hòa thanh, lúc đó chúng ta rất cần lấy nút transport. Thì trong cái video sau tôi sẽ giới thiệu về cách sử dụng nút transport này. Tiếp tục, bây giờ chúng ta lại lấy một bài nữa, mùa xuân bên cửa sổ. Mùa xuân bên cửa sổ, bây giờ lại mời người ta lên hát này. Sẽ hát một câu này, tôi sẽ ví dụ này. Cao cao bên cửa sổ, cao cao bên cửa sổ, cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau. Tôi tìm ra ngay đó là giọng rê thứ. Rồi, ta sẽ vào lấy tiết tấu của bài này, ta đệm hát ngay. Vậy ta sẽ nghĩ ngay trong đầu, à bài này là bài Mùa xuân bên cửa sổ, cao cao bên cửa sổ. Nó sẽ là giọng gì, à nó sẽ là tiết tấu gì nó phù hợp nhất. À, tôi sẽ chọn cho các bạn thấy một tiết tấu rất là phù hợp với đó. Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau, đường phố ơi hay yên lặng để hai người yêu nhau. Đó, ví dụ như thế rất ok đúng không ạ? Tiếp theo một bài nữa, ví dụ bài Làng Tôi. Làng Tôi Hồ Bắc. Hàng Làng Tôi thì có mấy bài Làng Tôi đấy, tôi xem bài này nó là loại gì nào. Làng Tôi Sau Lũy Tre Mơ Xa, rồi thế bây giờ có một người hát bài này, tiếp tục ta lại lấy giọng này. Làng Tôi ví dụ người ta sẽ hát là gì. Làng Tôi Sau Lũy Tre Mơ Xa, đó ta sẽ tóm được giọng này là như thế nào. Làng Tôi, đây là một giọng trầm. Làng Tôi Sau Lũy Tre Mơ Xa, đó tìm được một nốt. Làng Tôi Sau Lũy Tre Mơ Xa, chỉ cần tìm được một nốt đúng trong cái giai điệu ta có thể mò ra. Bài này giọng đô trưởng, mặc dù tôi chưa cần đánh giai điệu nhưng mà tôi nghe ra, nhưng tôi sẽ diễn giải một cách này. Làng Tôi Sau Lũy Tre Mơ Xa. Chúng ta đánh các cái nốt ở trong cái giai điệu đó và đưa về cái hợp âm ổn định nhất thì đó chính là giọng đấy. Rồi, bây giờ bài này sẽ đánh ở nhịp gì? Tôi nghĩ ngay trong đầu, tôi biết ngay, à bài này nhịp 3 4 thì chúng ta sẽ đánh ở tiết tấu van là chắc chắn rồi. Ví dụ thế, đó là cách để chúng ta lựa chọn cái giọng để chúng ta đệm ở trên đàn làm sao phù hợp với người hát. Theo cái cách đầu tiên mà tôi nói, đó là mời người ta hát một câu để chúng ta lấy giọng nhé. Tuy nhiên cái cách lấy giọng này không phải ai cũng làm được ngay. Tôi nói thì nhanh nhưng để quý vị làm được thì quý vị phải có một quá trình luyện tập. Luyện tập bằng cách gì? Ví dụ bây giờ chúng ta có thể từ cái bài dễ nhất, tôi hát một cái bài về trẻ con thôi. Nhưng các bạn cũng có thể tập ở nhà bằng cách chúng ta có thể hát hoặc chúng ta nhờ người khác hát để chúng ta tìm giọng. Ví dụ bây giờ bài Mầm Non này, Cá Vàng Bơi chẳng hạn.
Hai vây xinh xinh cá vàng bơi trong bể nước. Chúng ta phải lấy giọng ngay. Hai vây xinh xinh. Đó. Giọng pha trưởng. Học bài chú ếch con này. Kìa chú là chú ếch con, có hai là hai mắt tròn. Kìa chú. Kìa chú. Kìa chú là chú ếch con. Giọng đô trưởng. Chúng ta phải luyện tập. Nếu như không luyện tập chúng ta không thể lành làm ngay được đâu. Chính vì thế mà để lấy được giọng như này quý vị phải luyện tập nhiều. Tôi đã có một cái bài tôi nói cái cách, kể cả là trên đàn piano, chúng ta phải luyện tập đánh mò giai điệu. Đánh mò giai điệu quý vị nhé. Đánh mò, nhưng để đánh mò được thì nó lại đòi hỏi. Nó đòi hỏi có trình độ rất tốt mới đánh mò được. Không phải chúng ta nghĩ rằng đánh mò là cứ mò là ra, kiểu gì cũng mò được, không phải thế đâu ạ. Đó là mò giai điệu. Khi chúng ta mò giai điệu tay bên này đánh rất nhanh rồi thì chúng ta mò một bài hát hay là một câu nhạc, người ta đánh cái tay, người ta nghe, người ta mò rất nhanh ra cái cao độ. Từ đó chúng ta sẽ lấy được giọng bài hát của người ta một cách dễ dàng hơn. Đó. Hôm nay tôi trong cái phần video này tôi giới thiệu về cách để lấy giọng của cái người hát. Và nó gói gọn trong cái video này thôi, tôi không muốn nói nhiều nội dung hơn. Các nội dung khác tôi sẽ lại chia sẻ tiếp ở trong các cái video khác. Quý vị yên tâm rằng ở trên cái kênh YouTube Tuấn Lưu Organ này tôi sẽ chia sẻ tất cả những bí kíp hay là tuyệt chiêu về những người đệm đàn. Bởi vì sao? Bởi vì tôi đã, ngày xưa tôi đã là người mà đi đệm đàn. Tính đến thời điểm mà tôi nghỉ không đi đệm nữa trong nhiều năm trước thì tôi đã đệm khoảng dưới 2.000 đêm đệm hát. Cho nên tôi có rất nhiều kỹ năng và trên cái kênh này tôi hoàn toàn hướng dẫn cho quý vị miễn phí. Miễn phí, chia sẻ miễn phí để làm sao mà chúng ta có thể chơi đàn tốt hơn, giúp ích được cho nhiều người. Và chúng ta có thể chia sẻ cho người khác biết để cùng học, cùng chơi, cho cuộc sống này thêm thú vị. Và một điều quan trọng rằng có thể giúp ích cho quý vị, nếu chơi đàn giỏi, quý vị có thể kiếm được tiền, đi đệm đàn, đi đệm hát, kiếm được tiền rất tốt. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.